Đầu tiên á, thì Bảo sẽ test sản phẩm máy cắt sắt đa năng, có thể cắt gỗ, cắt sắt, cắt nhôm cho anh chị mình. Mức giá nó rẻ kinh khủng luôn, đó cực kỳ cạnh tranh, đến từ công ty Masaki, hàng chính hãng, bảo hành 6 tháng nha. Đó, đầu tiên Bảo cắt sắt cho anh chị mình xem này, nó nhẹ nhàng cực kỳ luôn. Đó, quá nhẹ nhàng luôn anh chị à. Anh chị thấy cắt sắt rất là ngọt nha. Trời ơi, nó cắt sắt kinh khủng thật. Đó, hết sắt rồi, Bảo sẽ gia sắt ra một tí xíu cho anh chị mình. Đó, cắt sắt này á thì được cái là nó xài đa năng, nên là anh chị cứ mua lưỡi về là mình xài thôi. Đó, lưỡi thì mình mua lưỡi hợp kim 1 tấc 25 nha. Rồi, Bảo tiếp tục test thử cho anh chị mình. Đế này á là nó có thể nâng cao thấp được nha anh chị nha. Đó, Bảo nâng cao thấp thoải mái cho anh chị mình cắt nha. Đó, anh chị thấy là sắt nó cứ rất liên tục luôn, cực kỳ đơn giản, cả chục nhát rồi anh chị à. Đó, những cái này á thì đến từ máy cắt sắt đa năng chính hãng của công ty Masaki. Rồi, cái này cắt sắt rất là ngọt nha. Giờ Bảo sẽ qua cắt gỗ nha. Nó làm được rất là nhiều công việc. Đối với gỗ này thì anh chị mình cắt rất là nhẹ nhàng nha. Đó, nhẹ nhàng cực kỳ luôn. Rồi, Bảo sẽ tiếp tục cắt lát thứ hai cho anh chị mình xem nha. Đó, nó khá là nhẹ nhàng luôn, tùy anh chị thích gỗ như nào. Đó, cắt nghiêng, cắt đồ tùy nha. Đó, mình cắt nghiêng. Đó, với lại là máy có chức năng là nghiêng góc 45 nha. Thì anh chị nào á, mình thích chơi nghiêng thì mình có thể là chỉnh cái cử này theo yêu cầu của anh chị luôn. Đó. Đó, như này là cắt góc 45 độ nha anh chị nha. Đó, xong rồi ráp lại này, cực kỳ đơn giản luôn. Rồi, Bảo sẽ vào giới thiệu thông số sản phẩm máy chính hãng Masaki này cho anh chị mình xem. Rồi thì anh chị cũng thấy Bảo vừa cắt sản phẩm máy thân cắt đa năng đến từ thương hiệu Masaki nha. Đó, con máy này thì nó sẽ có nhiều chức năng, nó đặc biệt hơn nhiều sản phẩm Bảo đã từng review nha. Mức giá thân không xài chân pin phổ thông, giá rẻ cực kỳ luôn. Đó, thân như này motor brushless mà có 850.000 à. Đó, Bảo sẽ giới thiệu sơ về máy một tí xíu nha. Cái phần mà đế này á thì Masaki này á thì nó làm quá to và chắc chắn luôn, bằng thép nha. Đó, nó bằng thép, không phải là hợp kim nhôm như bình thường. Cái này xài nó sẽ bền tốt hơn này. Lúc mà anh chị xài thời gian dài gắt te cũng bằng kim loại luôn. Đó, bên trên nó sẽ có một kia dòng chữ là 125, tức là con máy này xài lưỡi 1 tấc, tấc lẻ 5 đến là tấc 125 nha. Đó, rất là nhiều công dụng đến từ con máy cắt đa năng này. Bảo bán cũng nhiều, mà hầu như anh chị nào á mà mua sản phẩm đa năng này về á là mình cắt mọi thứ luôn. Đó, sắt được thì gỗ nó quá nhẹ nhàng rồi. Rồi, cái này á là máy thân không, chưa bao gồm lưỡi hợp kim nha, 850.000. Đó, xài sản phẩm này là xài chân pin phổ thông nha anh chị nha. Chân mờ á là mình mua Makita từ 18 đến là 21V. Nó quá tuyệt vời luôn. Rồi, Bảo sẽ giới thiệu sơ. Đó, logo thương hiệu Masaki ở đây nha anh chị nha. Tiếp tục, bên trên thông số của máy là máy này á là nó xài lưỡi 125 này. Vòng tua máy là 3.600 vòng, là đối với cấp chậm nha. Cấp nhanh thì nó lên đến là 6.000 vòng. Đó, tiếp tục, máy này nó có thể là chỉnh được 3 cấp số nha anh chị nha. Ở bên trong này này, đó, nó sẽ đặc biệt hơn. Rồi, mình chỉnh nè, ở đây. Đó, nhanh nhất có thể
Tiếp tục công tắc bóp, nó sẽ có một cái tì đè nếu mà anh chị nào cắt dài nha. Rồi máy này nó lại tiếp tục thêm một cái chức năng là nghiêng góc 45 độ ở bên hông này. Rồi nâng cao thấp lưỡi, nếu mà anh chị cần mỏng thì mình gia giảm ở đây. Đó, chân pin phổ thông đến từ thương hiệu Masaki. Đó, mức giá thân không là 850.000. Còn anh chị nào á mà muốn mua lưỡi hợp kim như bảo đây là 220.000. Hoặc là mình có thể là mua lưỡi cắt gỗ như này nè, đến từ Senka luôn. Cắt gỗ, cắt đinh thì mình mua sản phẩm lưỡi cắt gỗ đa năng cắt đinh được 90.000. Còn đối với lưỡi Senka mà cắt kim loại như này là 220.000. Đó, anh chị nào á mà thích sản phẩm cắt đa năng giá tầm trung, mình sắm một con máy chính hãng Masaki này thì giá nó quá tốt nha. 850.000 là thân không, khung đế tốt này, motor brushless không chổi thang, lại kèm theo là chỉnh tốc được 3 cấp số luôn. Thì anh chị nào á mà cắt sắt thì mình có thể chỉnh vừa phải để đi cho nó từ từ nó ra, còn gỗ thì mình cắt nhanh hơn thì nó sẽ nhanh xong gỗ, còn sắt mình cắt vừa phải á thì nó sẽ ít văng ba dứa hơn nha. Rồi muốn đặt sản phẩm máy cắt đa năng đến từ thương hiệu Masaki vừa mới về hàng thì anh chị liên hệ cho Bảo qua 3 số hotline trên màn hình. Hàng về, hàng demo nó cũng khá là ít nha, không nhiều nha. Thì anh chị mình á thích đặt thì mình liên hệ trực tiếp cho nó nhanh để có đơn. Rồi muốn xem những clip tiếp theo Bảo review hàng như sản phẩm mới về đây thì mình đừng quên ủng hộ Bảo một đăng ký kênh với là một nút like, bấm vào nút chuông nha, nhận thông báo nè, Bảo cập nhật video là anh chị vào xem luôn. Rồi bây giờ Bảo xin kết thúc video tối ngày hôm nay về sản phẩm máy cắt đa năng, mọi thứ luôn, gỗ, sắt, nhôm mà nó cắt rất là nhẹ nhàng luôn. Thì tới đây thôi. Rồi Bảo xin chào tạm biệt.